Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân và 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Kon Tum phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố được triển khai sáng tạo, hiệu quả trong phối hợp tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội. Đồng thời lồng ghép hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, nhân rộng các điển hình tiên tiến về an ninh trật tự. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin, người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dịp này, Bộ Công an trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 2 cá nhân, tặng bằng khen cho 2 đơn vị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể.